Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đưa ra những lưu ý đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc để đảm bảo an toàn trước bệnh dịch COVID-19. Festival văn hóa sắc màu các dân tộc Việt Nam tại Leipzig để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Và tiến sĩ 9X người Việt tại Singapore với công trình nghiên cứu, lưu trữ và sử dụng năng lượng mặt trời ở quy mô công nghiệp. Tại Hàn Quốc, tính đến 16:30 ngày 25 tháng 2, nước này đã ghi nhận 10 ca tử vong và 977 ca mắc COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức 4, mức cao nhất trong hệ thống quản lý khủng hoảng quốc gia. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam những điều sau đây. Không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo, đặc biệt là khu vực Daegu và Kiêng Búc. Đối với những người đang có mặt tại Hàn Quốc, cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch của nước sở tại. Đặc biệt hạn chế đi lại và không nên di chuyển ra khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết. Đối với những người trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc, cụ thể là hai khu vực Daegu và Kiêng Búc, phải thực hiện kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định. Trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, công dân liên hệ số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân Cục lãnh sự đang hiển thị trên màn hình. Chính phủ Hàn Quốc đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất và miễn phí y tế đối với các trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm cả công dân Việt Nam. Hiện nay chưa ghi nhận lao động Việt Nam nào làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản bị nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để có thể thường xuyên cập nhật tình hình và nhận hỗ trợ khẩn cấp, người lao động có thể truy cập bằng ứng dụng di động Colab SOS của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đây là ứng dụng miễn phí cho phép người lao động đang làm việc tại nước ngoài gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới Bộ, đặc biệt là các chương trình mà Trung tâm Lao động nước ngoài đang hợp tác với phía Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức. Trung tâm sẽ thường trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp. Ngày 24 tháng 2, 80 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ sân bay quốc tế Daegu, Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được cách ly. Trong số này có 58 hành khách là du học sinh, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Hiện họ đã được đưa về Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Đây là địa điểm mà thành phố đã thống nhất lựa chọn trước đó để tiếp nhận các công dân nhập cảnh vào Đà Nẵng từ những vùng có dịch. Trước khi tiếp nhận, Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ đã tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, chuẩn bị sẵn sàng 3 nhà ở của trung tâm để đảm bảo cho các lực lượng theo kế hoạch tiếp nhận, đồng thời chuẩn bị đủ quân trang và các nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng phục vụ nhu cầu, đảm bảo ăn uống, ngủ, nghỉ cho công dân. Bên cạnh đó, trung tâm cũng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế như khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, găng tay y tế cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đã đưa 57 công dân từ sân bay Đà Nẵng về đến Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên một cách chặt chẽ, an toàn và tổ chức tiếp đón và tiến hành các bước phân loại sức khỏe. Đối với các du học sinh và người lao động Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, họ yên tâm ở trong khu cách ly bởi đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân họ, người thân và cộng đồng. Ở bên Hàn Quốc thì cũng có được tuyên truyền nhưng mà mức độ nguy hiểm đến đây ngày càng được nâng cao lên. Thì em chọn về Việt Nam, thì về Việt Nam sẽ có được quân đội hỗ trợ và phòng bị cách ly 14 ngày. Nó sẽ có lợi cho bản thân em và cũng như gia đình và xã hội thì sau này hơn. Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, việc cách ly tại các cửa khẩu chỉ mới thực hiện với những trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, do thành phố Daegu đang là tâm dịch của Hàn Quốc, nên việc thành phố Đà Nẵng chủ động thực hiện biện pháp cách ly như thế này là hết sức cần thiết. Toàn bộ 57 du học sinh và lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày nhằm kiểm soát y tế, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để kịp thời xử lý. Ngày 23 tháng 2, tại Trung tâm Hội chợ quốc tế thành phố Leipzig, bang Sachsen, Hội người Việt Nam và Hội phụ nữ thành phố Leipzig đã tổ chức festival kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Lễ kỷ niệm được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bảo trợ đã thu hút sự tham gia của hàng chục hội đoàn, đặc biệt là sự quan tâm của đông đảo khách quốc tế đến tham dự hội chợ Leipzig.
Phát biểu khai mạc festival, ông Nguyễn Mạnh Dần, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Leipzig nhấn mạnh festival là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị trải qua 45 năm kể từ khi Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao. Với chủ đề Festival Văn hóa Sắc Màu Các Dân tộc Việt Nam, sự kiện có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang của nhiều tổ chức, hội đoàn nhằm quảng bá nét đặc trưng văn hóa cũng như sự thân thiện của đất nước con người Việt Nam với các bạn bè quốc tế. Tại lễ kỷ niệm, nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc được chuẩn bị công phu đã được khán giả nhiệt liệt đón nhận. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn Sắc Màu Các Dân tộc Việt Nam với những trang phục và văn hóa của đồng bào từ núi rừng Tây Bắc đến Tây Nguyên hùng vĩ, từ miền Đồng Bằng đến Trung Du Bắc Bộ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đây là tất cả những thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi đến để tham dự, để tỏa sáng và để đem cái văn hóa của Vịnh Bắc chúng tôi đến hội chợ, cũng đồng thời thắt chặt thêm cái tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang trong tương lai. Chúng tôi rất vinh hạnh được cộng đồng người Việt ở Leipzig lựa chọn làm nơi tổ chức sự kiện quan trọng này. Qua những sự kiện như thế này, chúng tôi hiểu hơn nhiều về văn hóa và con người Việt Nam. Đức và Việt Nam có nhiều tương đồng và chính những điểm chung đó là nền tảng cho quan hệ song phương cũng như cho sự hợp tác kinh tế, văn hóa trong tương lai giữa hai nước. Festival kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức được tổ chức song song với các sự kiện tại Hội chợ quốc tế Leipzig 2020 đã thu hút đông đảo bạn bè Đức và du khách quốc tế tới tham quan hội chợ. Đây cũng là dịp rất tốt để quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa Gendarme Dam thuộc quận 2, thành phố Paris của Pháp đã diễn ra một chương trình sinh hoạt văn hóa đặc biệt nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng do chất độc da cam trong thời kỳ chiến tranh. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật như triển lãm ảnh, ca nhạc, chiếu phim. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nam ca sĩ Mỹ nhạc blue nổi tiếng thế giới Watermelon Slim đến từ nước Mỹ, bà Trần Tố Nga và nữ đạo diễn Hồ Thủy Tiên. Chương trình do Ủy ban ủng hộ Trần Tố Nga tổ chức với sự góp mặt của nhiều hội đoàn Việt-Pháp và Pháp Việt tại Pháp, thu hút đông đảo khán giả. Tại sự kiện, khách tham dự đã được xem bộ phim Lighter Than Orange của tác giả Mathias Lepold. Bộ phim đưa khán giả đến cuộc sống của gần 80 cựu chiến binh và hơn 100 đứa trẻ tàn tật sống trong làng hữu nghị ở Hà Nội, phần nào chứng tỏ sự quan tâm của cộng đồng đến những con người kém may mắn ấy. Làng hữu nghị được xây dựng ở Hoài Đức, Hà Nội, một phần nhờ sự tham gia của Hội Cựu Chiến binh Pháp. Trong ngôi làng này, chúng ta sẽ thấy các cựu binh Việt Nam đã cùng lúc phải chịu đựng hai nỗi đau. Họ không chỉ phải chịu đựng một cuộc chiến khủng khiếp để giành được tự do cho đất nước, mà sau đó họ còn không thể có con. Con cái họ đã chết khi được sinh ra hoặc bị nhiễm những căn bệnh khủng khiếp do chất độc da cam hoặc dioxin gây ra. Tôi rất muốn cùng mọi người góp phần nói lên tiếng nói của mình tới những cái công ty mà sản xuất ra cái chất độc đấy phải chịu trách nhiệm với những cái hậu quả mà họ đã gây ra và cuộc chiến tranh đã gây ra đối với đất nước và con người của chúng tôi. Hội Hữu nghị Pháp Việt là một trong những hội đã thành lập Ủy ban ủng hộ Trần Tố Nga kể từ khi thành lập năm 1960. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện như ngày hôm nay và đăng bài trong tạp chí Perspective của hội. Bà Trần Tố Nga là một người Pháp gốc Việt và theo một khía cạnh nào đó, bà ấy còn là biểu tượng của cuộc chiến đấu này. Vì bên cạnh Trần Tố Nga còn có hàng trăm ngàn các nạn nhân khác, các trẻ em tật nguyền. Sau khi xem bộ phim, khán giả được dành thời gian để trao đổi hoặc đặt những câu hỏi cho các khách mời. Bà Trần Tố Nga, nạn nhân của chất độc da cam và là bên nguyên đơn đã theo đuổi vụ kiện 26 tập đoàn công nghiệp của Mỹ, đã cùng với nữ đạo diễn Hồ Thủy Tiên trả lời mọi câu hỏi liên quan đến các nạn nhân chất độc da cam và dioxin. Bắt đầu chỉ bằng một cái buổi chiếu phim thì với 20 mấy người thôi để mà thông tin là bắt đầu vào vụ kiện. Mà dần dần hiện nay đó có hàng ngàn bạn ở Pháp và ở các nước khác, ví dụ như Luxembourg, ví dụ như Bỉ, ví dụ như Thụy Sĩ hay là các nước khác nữa, là người ta đều ủng hộ mình. Cho nên tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng mà tôi cảm thấy rất là tự hào là vì rằng con đường mình đi đó, nó phải là con đường chính nghĩa thì người ta mới ủng hộ như vậy. Nam ca sĩ Watermelon Slim đã từng tham chiến tại miền Nam Việt Nam và cũng đã bị nhiễm chất độc dioxin. Ông rất yêu Việt Nam và đã sang Việt Nam biểu diễn. Và sự kiện đã trở thành nơi để nam ca sĩ và bà Trần Tố Nga gặp nhau, lên tiếng đòi quyền lợi và công lý cho tất cả các nạn nhân trên thế giới đã bị nhiễm chất độc hóa học này.
Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh đang là vấn đề được thế giới hết sức quan tâm do nhu cầu bức thiết cần phải có nguồn năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt. Nguyễn Duy Tâm là một cái tên trẻ người Việt đang gây được sự chú ý với công trình nghiên cứu lưu trữ và sử dụng năng lượng mặt trời ở quy mô công nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Duy Tâm sinh năm 1990 tại Quảng Bình. Anh tốt nghiệp khoa vật lý, kỹ thuật và công nghệ nano, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2013, sau khi nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, anh đã sang Singapore học tập và bắt đầu theo đuổi hướng nghiên cứu về vật liệu và công nghệ năng lượng tái tạo. Sau 6 năm nghiên cứu, Duy Tâm đã tìm cách tối ưu hóa thành công độ ổn định nhiệt cho pin oxy hóa, khử vanadium, phục vụ lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Thông thường pin có hiệu suất trung bình là 70-80% với tuổi thọ khoảng 20-25 năm. Tuy nhiên, để đạt được tuổi thọ này, cần thêm nhiều chi phí làm mát để duy trì do tính ổn định nhiệt kém của chất điện giải. Với nghiên cứu của tiến sĩ Duy Tâm, thì độ ổn định nhiệt của chất điện giải vanadium được tăng lên, do đó không cần nhiều chi phí làm mát mà tuổi thọ có thể đạt được 20-25 năm. Hiện tiến sĩ Duy Tâm đang kết nối và tư vấn cho dự án năng lượng tái tạo phục vụ nông nghiệp ở Việt Nam để chuyển giao các công nghệ năng lượng tái tạo từ nước ngoài về Việt Nam thay vì đi mua với giá cao. Và hiện tại thì Duy Tâm đang tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Công nghệ Nanyang. Anh đã có hơn 20 bài báo công bố quốc tế, một sáng chế được bảo hộ và nhiều bài trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc tế. Anh cũng là một trong những đại diện tiêu biểu vinh dự hai lần về dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Phóng viên Người Việt Bốn Phương đã có dịp trò chuyện với anh và nghe anh chia sẻ về những dự định dành cho Việt Nam. Nguyễn Duy Tâm đã nhận lời tham dự chương trình. Là một nhà nghiên cứu đang làm việc ở nước ngoài, bằng những gì đã được học tập và sự tích lũy của bản thân, anh có thể chia sẻ một số những kinh nghiệm hay là phương pháp nhằm sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả trong điều kiện của Việt Nam? Để khai thác tối đa cái nguồn năng lượng tái tạo thì chúng ta có một số cái phương thức về để kết hợp các mặt kỹ thuật như sau. Thứ nhất là chúng ta kết hợp các cái kỹ thuật cũng như các gọi là công nghệ năng lượng tái tạo với nhau, ví dụ như là thủy điện hoặc là với pin mặt trời. Thì ban ngày khi mà cái nhu cầu thấp, chúng ta có thể dùng cái năng lượng dư thừa từ cái những tấm pin mặt trời nổi mà chúng ta tích hợp vào cái bề mặt nước của cái đập thủy điện đấy. Chúng ta dùng cái năng lượng đấy, chúng ta có thể bơm nước ngược lên thượng nguồn. Và ban đêm khi mà cái nhu cầu điện tăng lên thì chúng ta có thể xả đập để tạo ra năng lượng. Cái việc kết hợp như thế, chúng ta rõ ràng có thể tận dụng được cái hệ thống truyền tải hiện có của các nhà máy thủy điện. Cái thứ hai nữa đó là cái việc sử dụng pin lưu trữ. Thì cái này rõ ràng là một cái phương thức nó rất là hiệu quả, thì vì pin thì rõ ràng là nó cái tỷ lệ mất mát nó thấp hơn nhiều so với những cái cách phương thức lưu trữ khác. Vậy thì anh có thể chia sẻ bật mí một số những cái dự án dự định của mình tại Việt Nam trong thời gian tới? Hiện nay thì mặc dù tôi đang công tác ở nước ngoài, tuy nhiên thì tôi luôn luôn là có một cái khát vọng là có thể đóng góp một phần nào đấy cho quê hương đất nước. Thì hiện tại tôi đang là tham gia với tư cách là cố vấn cho một cái dự án năng lượng tái tạo cho nông nghiệp xanh ở Việt Nam do Viện Ứng dụng Công nghệ Việt Nam đang thực hiện. Như chúng ta đã biết, ở các khu vực như Bình Thuận, Ninh Thuận thì bà con nông dân trồng canh tác rất nhiều là cây thanh long. Thì để kích thích cái ra hoa trái vụ cũng như tăng năng suất, tăng cái chất lượng thì cái việc sử dụng bóng đèn để trong đèn ban đêm thì bà con sử dụng rất là nhiều. Nó gây ra một cái áp lực rất là lớn đối với cả hệ thống truyền tải. Bản thân Viện Ứng dụng Công nghệ Việt Nam, các cộng sự và cùng với tôi đã có một sáng kiến, đó là tích hợp các hệ thống pin mặt trời với năng lượng với các hệ thống pin lưu trữ để giúp bà con có thể có một nguồn năng lượng ổn định, một nguồn năng lượng sạch và đáng tin cậy để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời những cái nguồn năng dư thừa mà bà con có được có thể bán lại cho EVN để bà con kiếm thêm thu nhập. Được biết anh là một trong những đại diện trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài hai lần về sự diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về việc kết nối, lan tỏa tinh thần thanh niên đối với các nhà nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu ở cả trong và ngoài nước? Đối với cá nhân tôi thì tôi luôn thấy rằng là cái kiến thức của tôi còn rất là nhỏ bé và tôi cần tận dụng cái việc thời gian đang ở nước ngoài để tôi có thể học tập, trau dồi thêm để mở rộng thêm cái kiến thức. Tuy nhiên đồng thời tôi cũng mong muốn là được cống hiến một phần nào đấy cho quê hương, cho Tổ quốc. Thì cái diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu rõ ràng là một cái cơ hội cũng là một cái cơ duyên đối với tôi để tôi có thể kết nối với rất nhiều nhà khoa học trong nước để chúng tôi có thể thảo luận, chúng tôi có thể bàn về chuyện hợp tác
cũng như là đơn giản có thể đưa ra những cái định hướng nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện để giúp cải thiện cái tình hình nghiên cứu ở trong nước. Và thực sự là trong hai lần tham dự vừa rồi thì tôi thấy đó là cái việc kết nối đó nó rất là thành công. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Duy Tâm đã tham dự chương trình. Chúc cho những dự án ở Việt Nam của anh sớm thành hiện thực. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại.